hơn 300 thành viên thủy thủ đoàn cũng biến mất cùng con tàu. Những cuộc tìm kiếm trong toàn khu vực được xúc tiến nhanh chóng, làm việc với thái độ khẩn trương, nhưng không có một dấu vết nào được tìm thấy, dù cho chỉ là một mảnh nhỏ từ USS Cyclops hay các đồ dùng cá nhân của thủy thủ đoàn. Đến nỗi, Tổng thống Mỹ khi đó là Woodrow Wilson phải nói, chỉ có Chúa và biển cả mới biết điều gì đã xảy ra với con tàu khổng lồ đó. Tới tận ngày nay, các nhà điều tra hải quân cũng không tìm thấy nguyên nhân cho sự biến mất của tàu USS Cyclops. Sự biến mất vô cùng bí ẩn của USS Cyclops đã lọt vào danh sách hơn 100 tàu và máy bay đã biến mất một cách kỳ lạ ở tam giác quỷ Bermuda.